Happy Women Days. Apa lagi? Happy Women Days lah. Apa lagi? Phụ nữ chế khoai lợi lah. Chúng ta đi đến. Phụ nữ chế khoai lợi. Okay, thank you. Lãng mạn đó cả nhà. Đi ra đây quay tặng hoa. Mì để mình ăn với súp. Hôm nay nấu nấu mì súp đông trùng hạ thảo nha cả nhà. Thảo mộc. Hồi sáng mình ăn ăn cái gì đó, ăn bột này nấu với rau ngót đó cả nhà, nhiều quá còn dư miếng bỏ vô tiếp cho nó hết. Nắng cho nó dẹp 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 ra cả nhà, bỏ vô. Cái bột này mình trộn tí bột mì với bột mì đó, rồi mình để tí củ năng vô cho nó dai cái này. Để tí muối vô, rồi nhồi. Có xin mát sổ cho nhé. Còn làm lại thêm lần nữa cả nhà. Khang quận ăn quận. Làm qua văn nữa cả nhà. Bây giờ nói sơ về cái bông bụp cả nha. Bông bụp này của Malaysia là trong cái đồng tiền của Malaysia rất là quan trọng đối với đất nước Malaysia nha cả nhà. Bung Hali Yaya.
Đó là cái bông của ngày Tết đó cả nhà. Nó giống như ví như hoa mai của mình vậy đó, hoa mai vàng của mình đó. Ở ngoài Bắc thì qua qua gì? Qua đào. Nên trưng như ngày Tết là được trưng diện trên cái đồng tiền của Malaysia tờ 50 đồng, tờ 100 đồng ở bên đây. Tờ 1 đồng nè. Tờ nào cũng có cái hoa này hết trơn cả nhà. Chúc mừng ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ. Tất cả chị em đều vui vẻ hạnh phúc. Không ăn trái cây trước ha anh. Đi xích đi luôn luôn mà. Ở đây thường thường là ăn trái cây trước, hồi nãy giờ mình gọt mà quên chưa không ăn á cả nhà. Bây giờ không ăn mình. Hôm nay ông chồng nấu súp. Súp trong chuồng hạ thảo nữa cả nhà, nấu với thịt heo. Cái súp này nó rẻ tiền hơn mấy cái súp khác cả nhà. Mình mua cái súp này ăn thường. Mấy cái súp có nhân sâm nữa hả? Nó ngon hơn, nó 15 đồng một bịch. Mắc gấp 3 lần cái bịch này. Còn cái lớp cỡ súp 8 đồng mấy cũng có. Nhưng mà trung bình không ngon. Hoa này đẹp lắm, chú bộ cả nhà không? Happy moment day on moment day. Muốn mạnh, muốn mạnh không có no mạnh, muốn mạnh. Hầm với nấm đồng, nấm đùi gà, nấm mèo mà có vài miếng xanh xanh làm như là khổ tai hay sao? Mình thấy khổ tai nó màu xanh thì phải, ăn nó dùng cực, sực sực. Con tô mì ăn no để được luôn. Hôm nay mì anh nấu ngọt nước quá cả nhà. Có táo đỏ, có tử kỷ nữa cả nhà. Rồi mấy cái con đồng tiền thảo đây. Côn trùng hạ thảo là mùa đông nó là con côn trùng, nó biến thành con côn trùng. Mùa hè nó là một cái bụi hoa bụi thảo mộc, nó mới kêu là đông trùng hạ thảo. Không có con nào hồi nãy mình có con ăn khoe cả nhà mượn. Ủa không phải, ví dụ là con có chút xíu hồi nãy con dài lắm không quay. Nhanh rồi, nó sắp hết rồi.
hết. Để vô xích. À, cái gì? Em giữ anh. Ớt rồi, miếng cay ở nhà mình để ớt ngon. Mình ngâm giấm. Mình còn ăn ớt ổng không ăn hết nữa. Bài tới đây ai bạn bút cả tài liệu không chưa không cho trắng không hay ăn cơm không ngủ đâu. Chồng mình ăn rồi cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video ha. Cả nhà vô làm đăng ký và nhấn like cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà nhiều. Please subscribe and like. Thank you so much. Bye.